Chương 613, Bách Triều Sơn mở ra. Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên dần buông lỏng tay, ánh mắt lóe lên hàn ý. Vương Triều Thiên Nguyên đúng rất lớn, nhưng mà Tần Thiên có danh tiếng vang dội trong chiến trường viễn cổ này, thực sự động thủ với bọn Lâm Động thì Lâm Động cũng chả sợ. Thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm phóng tới đứng sau lưng Lâm Động, thiết côn lặng trịch cắm dưới đất, sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất rung lên một chập. Sau trận đại chiến trước đó, người Tiểu Viêm hiện giờ còn vết máu, gương mặt đầy sát khí, hắc quang lượn lờ quanh thân người, thỉnh thoảng biến thành những cái đám khói màu đen lan tỏa xung quanh. Ở bên cạnh, sắc mặt Tiểu Điêu không chút biểu cảm, ánh mắt liếc về phía Tần Thiên một cái. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ là cũng có kẻ ra vẻ trước mặt hắn, nhưng ít nhất ngay cả cường giả đỉnh cấp ở Vương Triều Thiên Nguyên kia cũng không có tư cách ngông nghênh trước mặt hắn, chứ nói chỉ là một tên tiểu tử từ đâu chui ra. Cho dù lúc này hắn không tùy tiện sử dụng sức mạnh Thiên Yêu Điêu, nhưng nếu thực sự thi triển thủ đoạn thì đám thiên tài tới từ các vương triều kia thực sự chẳng kẻ nào lọt vào mắt hắn. Bọn Mặc Lăng Tô Khôi Tô Nhu thấy không khí căng thẳng như vậy, không chút chần chừ tiến sau lưng Lâm Động. Còn bọn Liễu Bạch, sau khi ánh mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng nghiến răng tụ tập phía sau Lâm Động. Hiện giờ bọn họ cùng hội cùng thuyền với bọn Lâm Động. Nếu như bọn Lâm Động gục thì bọn họ chẳng có kết cục tốt đẹp. Nếu như vậy, sợ cái gì mà không đắc tội Vương Triều Thiên Nguyên. Những người ở xung quanh thấy cảnh tượng này đều suy sao bàn tán. Hiện nhiên họ không thể ngờ được Lâm Động dám khiêu khích uy nghiêm của Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên như vậy. Đó là thủ lĩnh của tập đại vương triều siêu cấp A. Những người này, làm anh nhìn thấy thế, cặp mắt nhíu lại. Với Tần Thiên, nàng không có chút thiện cảm gì. Hơn nữa Vương Triều Thiên Nguyên với Vương Triều Tự Tiên của làng cũng chẳng phải hòa thận. Hai bên từng tranh đấu mấy lần vì một số tài nguyên, thực lực bọn chúng đến nàng cũng không thể phủ nhận. Mà Tần Thiên chính là nhân vật kiệt xuất nhất của lớp trẻ tuổi Vương Triều Thiên Nguyên. Không chỉ thiên phú kinh người, tâm cơ rất sâu. Theo như làm anh được biết thì Tần Thiên đã có được nguyên môn đứng đầu trong bát đại tông phái siêu cấp chọn. Tiền đồ sau này vô cùng rộng mở. Đương nhiên Vương Triều Thiên Nguyên vốn dĩ là thế lực trực hệ của nguyên môn. Tần Thiên được chọn không có gì lạ. Dù sao Vương Triều Thiên Nguyên cũng có không ít cường giả đảm nhận vị trí quan trọng trong thiên môn. Tần Thiên không phải loại mà bọn Tống Chân có thể so sánh đâu. Quan hệ giữa Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên không bình thường, rõ ràng là Tần Thiên không muốn cho bọn Tống Chân phải chịu thiệt thòi trong tay bọn Lâm Động. Sắc mặt Thanh Phong nặng nề nói, rất có khả năng hắn đã là Lục Nguyên Niết Bàn. Làm anh cười khổ khẽ nói, Lục Nguyên Niết Bàn. Nghe thế vậy, sắc mặt Thanh Phong biến đổi, kêu lên kinh ngạc. Lục Nguyên Niết Bàn thì quả thực đủ để khiến cho Tần Thiên coi thường tất cả mọi người có mặt ở đây. Xem ra quán quân Bách Triều đại chiến lần này lại rơi vào Vương Triều Thiên Nguyên rồi. Thanh Phong nghiến răng có chút không cam lòng nói. Làm anh thở dài bất lực, bản thân bọn họ tiến bộ rất nhanh vậy mà không ngờ vẫn không theo kịp Tần Thiên. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tần Thiên chậm chậm cúi đầu, ánh mắt dừng trên ba người Lâm Động và Tiểu Điêu. Bàn chân hắn khẽ đạp lên cành cây, dưới bàn chân lóe lên kim quang quỷ dị, ánh sáng vô cùng nhỏ bé ít người phát giác. Người khác không biết nhưng ánh mắt Lâm Động nhào lại vào khoảng khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh có sức phá hoại vô cùng lớn tỏa ra từ gốc cây, khắp bốn phía lan tỏa, khống chế sức mạnh thật tai tinh. Ánh mắt Lâm Động ngưng động. Những nơi mà luồng sức mạnh kia đi qua không hề để lại dấu vết. Nếu không phải Lâm Động có tinh thần lực mạnh mẽ, có lẽ cũng không phát hiện được gì. Lâm Động vừa định hành động phản kháng thì Tiểu Điêu đằng trước khẽ bước chân ra, bước chân dẫm lên làn sóng sức mạnh dưới đất của Tần Thiên. Phụt, mặt đất bỗng nổi lên chút bụi chẳng ai chú ý tới. Tiểu Điêu vẫn không động thân, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiên với nụ cười mang chút châm chọc. Sự đối đầu diễn ra trong thầm lặng, ngoài ba người Lâm Động chẳng ai biết được. Ánh mắt Tần Thiên ngưng trọng lại ngay khi Tiểu Điêu dẫm tan làn sóng sức mạnh của mình, rồi hắn chợt mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Lẽ là các vị định xung đột Vương Triều Thiên Nguyên ta thật sao? Ta nghĩ có lúc nên làm theo quy tắc thì tốt hơn. Lâm Động nhún vai, quy tắc hắn nói đương nhiên là việc coi Niết Bàn ấn là chiến lợi phẩm. Quy tắc phía sau Tần Thiên một bóng người lở lụ cười quái dị nói, nếu bọn ta giải quyết các ngươi rồi thì các ngươi nói được lời đó không? Có giải quyết được hay không phải xem bản lãnh mới được. Lâm Động cười nhạt nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi ngông cuồng thật. Ánh mắt kẻ đó lạnh như băng cười nói, cũng được, vậy để ta xem thử ngươi có tư cách nói câu đó không. Dứt lời hắn định xông lên thì Tần Thiên giơ tay chặn lại. Hắn biết ba người Lâm Động kia không hề đơn giản. Xem ra mấy vị đã có thành kiến bọn ta rồi. Tần Thiên khẽ cười, nụ cười ôn hòa vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động Tiểu Điêu như nhìn xuyên thấu qua thứ hai người đối diện đang ẩn giấu. Nhưng rõ ràng hai người Lâm Động không phải loại đơn giản, vì thế hắn có thăm dò cũng chẳng có kết quả. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta không nhiều lời nữa. Mấy vị không muốn kết giao bằng hữu với Tần Thiên ta, ta cũng không miễn cưỡng. Đợi lát nữa lên Bách Triều Sơn, chắc hẳn chúng ta có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Nghe Tần Thiên nói vậy, không ít người cảm thấy kinh ngạc.
Không ngờ là thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên lại chủ động rút lui như thế. Lão đại, hai kẻ phía sau Tần Thiên sững người kinh ngạc thốt lên. Tần Thiên xoa tay, nụ cười trên mặt khá thân thiện. Lâm Động nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên lòng đầy cảnh giác. Những kẻ dễ dàng biểu lộ cảm xúc trên mặt không hề đáng sợ, đáng sợ là những kẻ bất luận trong lòng phẫn nộ ra sao ngoài mặt vẫn là tươi cười kiểu như Tần Thiên. Tần Thiên lại là nhường bước. Thanh Phong đầy vẻ kinh ngạc nói, làm anh nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu. Cuối cùng ánh mắt dừng tại bàn chân Tiểu Điêu, ở đó nàng thấy được một cái lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay cái. Từ trong lỗ đen đó, nàng cảm nhận được cái luồng kinh lực còn tàn dư nhưng vô cùng hung hãn. Đã giao đấu rồi sao? Chả trách. Làm anh liếc nhìn Tiểu Điêu gương mặt dần nặng nề, hiển nhiên nàng không ngờ rằng hắn ta đã thầm giao đấu với Tần Thiên mà không hề lộ ra dấu vết. Tần Thiên đã chấp nhận nhường bước, bọn huyết ảnh triệt để tuyệt vọng đành phải ngoan ngoãn giao niết bàn ấn ra. Phải cẩn thận tên đó. Tiểu Điêu quay người nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết nếu không phải Tiểu Điêu chặn đứng sự công kích thăm dò của Tần Thiên một cách dễ dàng thì có lẽ bọn Tần Thiên đã ra tay giải quyết bọn họ rồi. Tần Thiên tâm tính cẩn thận, bản thân có thực lực lớn mạnh, lại biết tạm thời nhẫn nhịn đối thủ như vậy rất khó đối phó. Keng, ngay khi Lâm Động liệt tên Tần Thiên vào danh sách đối thủ nguy hiểm thì trên Bách Triều Sơn vang lên cái tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông như ngân mãi kéo dài không điểm dừng. Khi nghe tiếng chuông ấy, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn bảng đỉnh Bách Triều Sơn trong ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lúc này mây mù dần tan, lộ ra một cái vầng mặt trời chói lòa. Một giọng nói hùng hồn uy nghiêm vang vọng, Bách Triều Sơn đã mở, những người có liệt bản ấn thiên cấp mau chóng lên núi. Chương 614. Lên núi. Tiếng chuông ngân dài của những giọng núi sang sảng vang vọng cả đất trời, rồi dường như khuếch đại ra cả không gian viễn cổ. Vào lúc này, bất luận người có được hay không vào thì đều ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hướng Bách Triều Sơn. Một năm khổ tu tất cả vì ngày hôm nay cuối cùng cũng tới rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nguy nga, môi khẽ mím lại, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc phức tạp. Một năm trước khi hắn rời Vương Triều Đại Viêm để tới cái nơi mà thiên tài nhiều như lá mùa thu này, khi ấy hắn chỉ là kẻ vô cùng bình thường trong không gian viễn cổ. Thân phận của kẻ tới từ Vương Triều hạ cấp mặc định cho hắn ở tầng thứ thấp nhất. Nhưng sự thật chứng minh Lâm Động không hề tầm thường. Trên đường tới đây, hắn gặp những đối thủ không thể đếm hết, sau đó lại mạnh hơn kẻ trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng vững đến cuối cùng. Toàn bộ chiến trường viễn cổ giống như một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc. Những kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn kém cỏi sẽ bị đào thải không chút thương tình. Cũng chính vì sự tuyển chọn tàn khốc như thế, trong thời gian một năm qua, viên ngọc Lâm Động đã được rèn sụa tới mức sáng bóng. Ánh sáng đó không hề thua kém những thiên tài đến từ vương triều siêu cấp bình thường. Lâm Động có thể cảm nhận được sự tiến bộ to lớn của chính mình trong một năm nay. Tầm mắt hắn cũng đã được mở rộng. Hiện giờ, Vương Triều Đại Viêm có phần quá nhỏ bé. Lời này không tệ. Lâm Động quay nhìn Tiểu Điêu, bỗng cười nói. Hồi đó Tiểu Điêu cường quyết bắt Lâm Động tham gia Bách Triều Đại Chiến, cũng chính là muốn rèn luyện cho hắn. Hiệu quả cuối cùng cũng là tốt tới bất ngờ. Trong một năm qua, Lâm Động đã từ cấp bậc tạo hóa cảnh bước vào niết bàn cảnh, đồng thời vượt qua 4 lần niết bàn kiếp. Tiến bộ lần này cũng là vô cùng mạnh mẽ. Tập hợp lại đi. Tiểu Điêu trở lại bộ dáng bất cần như cũ nói. Bách Triều Đại Chiến là nơi rèn luyện rất tốt. Với thế hệ trẻ các người đương nhiên sau này còn phải tiếp xúc với những nơi nguy hiểm hơn nơi này rất nhiều. Lâm Động cười cười không có thấy gì bất ngờ. Nếu thực lực hắn càng ngày càng tăng lên thì những địa phương và cường giả hắn tiếp xúc đương nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Trên cây, Tần Thiên nhìn lên đỉnh núi rồi quay người khẽ cười với bọn Lâm Động. Chỉ một nụ cười cũng khiến cho Lâm Động cảm thấy khá khó chịu. Rõ ràng là Lâm Động rất cảnh giác với Tần Thiên. Tần Thiên cũng không nói gì thêm, quay người điểm chân biến thành một cái đạo hồng quang bay thẳng phía đỉnh núi. Hai thân ảnh đằng sau nhanh theo sát. Xoẹt xoẹt, cùng với hành động của Tần Thiên, khu vực này lập tức xáo động. Nhưng mà cường giả có lít bản ấn thiên cấp trở lên cũng là lập tức bay về phía đỉnh núi. Còn những cường giả chưa có thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt lóe lên hung quang. Lát sau một số kẻ bỗng nhiên hướng về những kẻ xung quanh mà ra tay, muốn vào thời khắc cuối cùng đoạt đi niết bàn ấn kẻ khác. Ầm ầm, vì thế sau sự tĩnh lặng trong giây lát, khu vực này bùng phát lên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa khắp nơi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là muốn cướp niết bàn ấn của ngươi.
Mẹ kiếp, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh ấy. Huynh đệ, lên cho ta. Vô số tiếng chửi bới dường như triệt để bùng phát, cả khu vực trở nên hỗn loạn. Những kẻ đệ được lên núi cũng không cần biết gì nữa, ra tay đều là vô cùng điên cuồng. Bọn Liễu Bạch có bọn người Lâm Động bên cạnh, chả ai dám xông tới gây phiền toái. Dù sao Vương Triều Thiên Ma còn thảm bại trong tay Lâm Động, bọn chúng có điên cuồng thế nào cũng chỉ tự lột mạng mà thôi. Lâm Động bình tĩnh nhìn xung quanh, cũng không thấy làm gì bất ngờ. Hắn nhìn những người xung quanh mình cười nói, đều có nét bản ấn thiên cấp rồi chứ. Nghe vậy bọn Mặc Lăng gật đầu hứng khởi. Trước đó bọn họ hấp thu không ít nét bản ấn của các cường giả bà đại vương triều, như thế nào cũng khiến cho nét bản ấn bọn họ đạt tới thiên cấp. Với thực lực bọn Mặc Lăng, muốn có nét bản ấn thiên cấp vốn là khó khăn, nhưng nhờ đám Lâm Động mà giờ bọn họ đều có tư cách tới Bách Triều Sơn. Lâm Động huynh, lần này đúng là nhờ phúc của huynh, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Liễu Bạch xúc động cũng là ôm quyền nói với Lâm Động. Diêm Sâm bên cạnh cũng gật gù nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Nhớ lần đầu hắn gặp Lâm Động ở Viễn Cổ Bí Tàng, Lâm Động dường như chưa có thực lực niết bàn cảnh, thế nhưng giờ đây hắn đã dẫn theo bọn họ chiến thắng cả Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Nghĩ lại, Diêm Sâm không khỏi cảm thấy kinh hoàng về sự tiến bộ nhanh chóng của Lâm Động. Hắn biết với thiên phú và tài năng đó, dù có tiến vào tông phái siêu cấp, Lâm Động cũng không thể là loại vô danh được. Liễu Bạch, huynh khách khí rồi, bọn ta cùng hợp tác mà, đâu phải mình ta bỏ sức. Lâm Động cười nói, hiện giờ nhìn ngươi cũng thật đẹp trai đấy, sao trước ta không nhận ra nhỉ? Phía sau Liễu Bạch, Mục Hồng Lăng bỗng cười mị mị nói, lúc đó ngươi chỉ chăm chăm truy sát ta, đâu có tâm tư mà nhận ra. Lâm Động chảo phúng nói, như lần trước muốn đoạt Viễn Cổ Bí Thược, chìa khóa tiến vào Viễn Cổ Bí Tàng, hắn và Mục Hồng Lăng có chút ân oán. Mục Hồng Lăng hơi đỏ mặt cười, nếu khi ấy ta phát hiện ra người có tiềm lực như thế, ta cũng không giành Viễn Cổ Bí Thược với người, tặng luôn người là được. Dùng nhàn kiều diễm với ánh mắt nóng bỏng của Mục Hồng Lăng khiến cho Lâm Động tiêu hóa không nổi. Lữ nhân như lửa thế này khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Hừ, Tô Nhu đứng bên cạnh Tô Khôi thấy Mục Hồng Lăng trêu chọc Lâm Động, hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ của cô nàng không khỏi khiến cho Tô Khôi bật cười. Ha ha, Lâm Động xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Đúng lúc Lâm Động định chuyển chủ đề thì hai thân ảnh bỗng bay tới, cuối cùng hạ xuống trước mặt bọn họ. Bọn họ chính là hai người bọn La Manh, với những nhân vật thuộc một trong thập đại vương triều siêu cấp. Lâm Động cũng không chậm trễ, vội vàng cùng tay chào một tiếng. La Manh cười cười nhìn Lâm Động khẽ hất cằm nói, Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên quan hệ không tầm thường, nên Tần Thiên mới ra mặt như thế. Ngoài ra Tần Thiên tuyệt đối không phải kẻ thần thiện đại lượng như vẻ bề ngoài, các người làm mất mặt hắn thì cũng nên cẩn thận một chút. Đà Tạ nhắc nhở. Tuy không biết vì sao Lam Anh có lòng tốt nhắc nhở mình, nhưng Lâm Động không khách khí đáp lại, không có gì, Vương Triều Tự Tiên ta và Vương Triều Thiên Nguyên cũng là đối địch lẫn nhau, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Lam Anh khẽ cười rồi chần chừ nói, còn nữa, Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực thuộc Nguyên Môn đấy, các người cũng cần phải cẩn thận. Ồ, nghe thế thì Lâm Động nheo mắt lại, không ngờ phía sau Vương Triều Thiên Nguyên lại là tông phái siêu cấp đứng đầu trong Đông Huyền Vực. Lam Anh nói xong liền xoay người biến thành một đạo hồng quang bay về đỉnh núi. Phía sau Thanh Phong cũng nhanh chóng đuổi theo. Lâm Động nhìn theo bóng dáng bọn họ hơi nhíu mày, thông tin này đúng là bất ngờ với hắn. Ta từng nghe nói về Nguyên Môn, năm đó bọn chúng đối đầu trực diện với Thiên Yêu Điêu tộc, bọn ta có thể coi như là kẻ thù sống chết. Tiểu Điêu bên cạnh bỗng biến ra một cái làn sóng truyền tới âm thanh cho Lâm Động. Sau mặt Lâm Động hơi biến đổi, khẽ gật đầu, xem ra hắn không cần nghĩ đến chuyện tiến vào Nguyên Môn nữa. Bất luận đắc tội với Tần Tiên hay không, chỉ dựa vào điểm này của Tiểu Điêu đã đủ để hắn từ bỏ tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Ở đây có lẽ không ai nhận ra được bản thể của Tiểu Điêu, nhưng Lâm Động tin là trong Nguyên Môn cũng sẽ có cường giả mà hắn không thể tưởng tượng được. Tới lúc đó chỉ sợ Tiểu Điêu cũng không thể che giấu một cách hoàn hảo. Thế bằng việc đó bị truy lã, thì bây giờ cách xa cái Nguyên Môn đó một chút. Tuy từ bỏ tông phái siêu cấp hạng nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng chẳng có cách nào khác. Đi thôi, thu lại cảm xúc, Lâm Động không nói gì thêm, vắt tay biến thành một cái hắc ảnh, hướng phía Bách Triều Sơn bay đi. Xoẹt xoẹt, theo sau Lâm Động là những thân ảnh khác, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, tạo lên âm thanh xé gió mà bay về đỉnh núi. Chương 615, Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp. Bách Triều Sơn cao vun vút, đỉnh núi chọc tới tầng mây,
xung quanh không có bất cứ con đường nào, muốn lên núi chỉ có cách bay. Lúc này xung quanh đỉnh núi không ngừng vang lên cái tiếng gió rít, vô số thân ảnh như con châu chấu thi triển đủ mọi tuyệt kỹ, vẻ mặt cuồng nhiệt lao lên đỉnh núi. Một năm khổ tu cuối cùng cũng có kết quả, dù là thiên tài tới từ các vương triều cũng là không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Đỉnh núi cao vun vút, nhưng những người đến được nơi này đại đa số là cường giả vượt qua niết bàn kiếp lần thứ ba, nhịn thở không phải chuyện khó khăn. Vì thế chỉ vài phút sau, cuối cùng cũng có một số người lên được đỉnh núi trước bao ánh mắt thèm thuồng và ghen tị bên dưới. Ánh mặt trời chói lòa chiếu lên đỉnh núi, xoẹt, Lâm Động không bay lên đầu tiên. Cho nên sau khi có một số người lên đến đỉnh núi, bọn họ mới tới nơi. Khi vừa chạm đất, ánh mắt lập tức nhìn xung quanh. Cả đỉnh núi là một cái khu quảng trường đá màu xanh bằng phẳng. Ánh nắng phản chiếu từ mặt đất khiến cho cả không gian trở nên mơ hồ, khiến người ta cảm thấy có chút cảm giác hư ảo. Ánh mắt Lâm Động chỉ quét qua đỉnh núi một chút rồi ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co nhỏ lại. Ảo, một sự sao động như thủy triều khuếch tán từ đỉnh núi, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó, cuối cùng ánh lên vẻ kinh sợ. Trên không trung ánh sáng đang xen lẫn nhau, hình thành hàng loạt bàn và ghế ánh sáng. Trên những cái bàn ghế đó rất nhiều thân ảnh đang ngồi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn xuống đỉnh núi. Từ đó có một thứ áp lực khó lòng hình dung bao trùm lấy đất trời. Người của tông phái siêu cấp nhìn thấy những thân ảnh như thần tiên trên cao, ngay cả những thiên tài vốn là kiêu ngạo đang đứng ở đỉnh núi cũng không khỏi cúi người xuống. Bọn họ đều biết được Đông Huyền vực rộng lớn này, những tông phái siêu cấp này mới là chủ nhân thật sự. Còn những vương triều cao cấp hay siêu cấp, bọn họ đều phải phụ thuộc vào tông phái mới là tồn tại được. Tài lực và thực lực tông phái siêu cấp đủ khiến cho vương triều này phải cúi người. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lặng như tờ, trước tám thân ảnh ngồi trên cao, những thiên tài ở đây không còn ngạo khí thường ngày vẫn còn. Lâm Động đứng trong đám người, ánh mắt chăm chú nhìn tám đạo thân ảnh, hơi mím lại môi. Từ tám người đó hắn cảm nhận được một thứ áp lực vô cùng to lớn. Thực lực đó căn bản không phải thứ những người dưới cấp có thể so sánh. Thực lực tông phái siêu cấp quả nhìn đáng sợ. Lâm Động thở một hơi, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt và đầy vẻ mong đợi, thiết nghĩ nếu vào được nơi này chắc chắn cũng sẽ có không ít lợi ích. Thực lực cũng không tệ. Tiểu Điêu đứng bên cạnh Lâm Động cũng đột nhiên cười nói. Lâm Động ngạc nhiên nhìn hắn, chắc rất ít khi thấy Tiểu Điêu kiêu ngạo nói ra lời như thế. Xem ra thực lực tông phái siêu cấp quả nhiên không thể coi thường. Lâm Động huynh, có thấy người ở vị trí đầu tiên bên phải không? Đó là người của Nguyên Môn. Liễu Bạch đằng sau bỗng lên tiếng. Ồ. Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn vị trí đầu tiên bên phải. Ở đó một nam tử tóc hoa râm ngồi nghiêm trang. Gương mặt nam tử đó có những nếp nhăn, nhưng phong thái cường giả khó có thể che giấu. Chắc hẳn hồi trẻ cũng khá tuấn tú, chỉ là làn môi đỏ mọng như lưỡi dao khiến cho ông ta có phần nham hiểm. Ông ta mặc áo bào trắng, trên đó là một cái vầng mặt trời đen, đèn trắng đan xen như là sự chìm nổi của âm dương. Nhưng mà nam tử từ đầu đến cuối đều không nhìn xuống phía dưới, đôi mắt nhắm hở như đang dưỡng thần. Nhìn dáng vẻ đó có vẻ phù hợp với địa vị của Nguyên Môn. Ánh mắt Lâm Động cũng dừng tại nam tử một chút rồi nhìn phía bên trái. Ngay cạnh ông ta là một cái mỹ nữ, mỹ phụ quyến rũ, thân ảnh mặc một cái chiếc váy bào màu trắng bạc như là ánh trăng, nhìn rất ung dung thoát tục. Đó là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liễu Bạch bên cạnh thấy Lâm Động nhìn về phía đó lập tức nhỏ giọng nói. Còn bên kia là Vạn Khôi Môn, tông phái siêu cấp vô cùng cường hãn, rất giỏi luyện chế còn khôi lỗi. Theo thông tin ta biết thì trong môn phái bọn chúng còn có cả tiên khôi. Liễu Bạch chỉ về lão giả mặc áo bào xám quanh người, âm khí bao trùm khẽ nói. Nghe thấy thế Lâm Động có phần động dung, tính ra hắn khá hiểu về khôi lỗi. Đừng nhìn hiểu tiên khôi là cái gì, khôi lỗi đến tầng thứ đó đã có được linh trí thực sự, tới góc độ đó có thể coi như là một loại sinh vật vô cùng cường hãn. Không ngờ Vạn Khôi Môn lại có được cái thứ ở trong truyền thuyết như vậy. Kia là Phù Cốc và Thần Tông. Trong bắt lại tông phái siêu cấp, hai tông môn này tu luyện chủ yếu là tinh thần lực, nguyên lực là phụ. Lâm Động chỉ về hai thân ảnh khác. Quanh hai người đó Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực dồi dào như là đại hải. Tinh thần lực lớn mạnh như thế là lần đầu tiên Lâm Động được thấy. Lâm Động nhíu mày. Tầng tinh thần lực kia tương tự như của hắn, nhưng mà tinh thần lực và nguyên lực của hắn không phân biệt được chính phủ. Tuy nói nguyên lực mạnh hơn, nhưng mà tinh thần lực Lâm Động chỉ là vì hắn cố tình kìm nén.
Hai tông phái đó phù hợp với người đó, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cười nhưng cũng chưa ra quyết định. Còn có kiếm môn, bộ pháp tu luyện lực ôn kiếm canh vô cùng lợi hại, lực công kích cực kỳ cường hãn. Còn kia là Hồng Hoang Điện, tông phái khủng bố nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Liễu Bạch chỉ vào hai người khác, một cái Mặc Thanh Nghi lưng đeo hộp kiếm, mơ hồ có kiếm khí sắc bén tỏa ra. Còn người khác thể hình to lớn, lửa thân gân xanh nổi cuồn cuộn, thậm chí khi những đường gân ấy chuyển động như là có tiếng hổ gầm rú truyền ra. Không hổ là tông phái siêu cấp, được mở rộng tầm mắt rồi. Lâm Động tán thưởng, những tông phái mà hắn gặp trước đây so với các tông phái ở đây thì chỉ đáng là con kiến. Ha ha. Còn có tông phái siêu cấp cuối cùng, đó là Đạo Tông. Tông phái này có chút đặc biệt, số người ít nhất nhưng thực lực rất mạnh. Hơn nữa tông phái đó thỉnh thoảng xuất hiện những nhân vật đáng gờm. 100 năm trước, Đạo Tông xuất hiện một tuyệt thế nhân tài, không biết vì sao xông vào Nguyên Môn giết chết 3 vị trưởng lão Nguyên Môn, chấn động cả Đông Huyền vực. Liễu Bạch chép miệng, giờ nhắc lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Nguyên Môn là tông phái mạnh nhất của cả Đông Huyền vực, không ngờ người đó lại dám đơn thương độc mã xông vào hang ổ, hơn nữa còn giết chết 3 vị trưởng lão. Bản lãnh đó quả thực là kinh thiên động địa. Lâm Động nghe vậy hít một hơi khí lạnh, quả nhiên đáng sợ. 100 năm trước có lẽ là cái tên điên đó. Tiểu Điêu lẩm bẩm, thần sắc có phần phức tạp. Rồi sau đó hắn thế nào? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Cuối cùng sự việc vô cùng náo loạn, kinh động tới trưởng giáo Nhân Nguyên, một trong 3 vị trưởng giáo đứng đầu Nguyên Môn. Hắn đã đích thân ra tay chấn áp kẻ kia. Liễu Bạch nhún vai. Nguyên Môn là thế lực thủ lĩnh của Đông Huyền vực, đương nhiên thực lực vô cùng khủng bố. Kẻ kia tuy bất phàm nhưng mà cũng còn khoảng cách khá xa. Nguyên Môn thật đáng sợ. Lâm Động thở ra, lòng thì me dè với tông phái này. Nhưng rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn cái ghế cuối cùng. Hắn muốn biết người tông phái này trông như thế nào. Vừa nhìn sang, thần sắc hắn đông cứng. Thậm chí Tiểu Điêu bên cạnh vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ở đó thân ảnh giản lùa ngã vào lưng ghế. Vị lão nhân đó đang nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu, lở lụ cười lựa miệng, nhìn có vẻ quen thuộc. Là ông ta. Khóe miệng Lâm Động khẽ động đậy, nhìn Tiểu Điêu vẻ mặt cả hai đều vô cùng cổ quái.